Tin đồn về blogger Bình Phong, trường duy nhất. Ngày 1 tháng 2 năm 2019, trang đời Việt Nam Miss đưa tin rằng trường duy nhất đã trốn sang Thái Lan vào đầu tháng 1, đến văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc hôm ngày 25 tháng 1 để xin tị nạn chính trị, rồi mất tích kể từ đó. Cùng ngày 1 tháng 2, một số trang hay đăng thuyết âm mưu như tin tức hàng ngày bắt đầu đưa tin rằng nhất bị bắt do nắm giữ bí mật trong vụ vũ nhôm. Do tin đồn này, dư luận về chính thống về trường duy nhất đã tạm lắng xuống trong phần còn lại của tuần qua. Nhưng chủ đề này đã nóng trở lại vào ngày 4 tháng 2, khi Bùi Thanh Hiếu liên tục đăng bốn bài viết tung tin đồn về vụ Trương duy nhất mà Hiếu tuyên bố là tin từ nội bộ. Theo phiên bản tin đồn của Hiếu, thì khi còn giữ chức vụ thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra lệnh đàn áp nhiều phóng viên có thái độ bất mãn, khiến giới phóng viên thù hận ông. Nắm bắt tâm lý này, các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bá Thanh đã thu nạp các phóng viên ở khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng về phe mình để hợp lực đánh ông Nguyễn Tấn Dũng nhằm giành ưu thế trong Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12. Do từng bị kết án tù trong nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu phóng viên Trương duy nhất, người thuộc phe Nguyễn Bá Thanh cũng tham gia chuyến dịch truyền thông này. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng mất ảnh hưởng, ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, còn ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành thủ tướng của Việt Nam, ông Phúc đã vận động bắt trường duy nhất vì ông nhất cung quê Quảng Nam biết nhiều bí mật của ông Phúc. Trong bài viết cuối cùng, Bùi Thanh Hiếu tung tin rằng trước khi bị bắt, Trương Duy Nhất đã tiếp xúc với ba gương mặt chống đối ở hải ngoại là Cami, Cao Lâm và Huân. Vì vậy Hiếu đoán rằng một trong những người này đã vô tình hoặc cố ý để lộ thông tin về Nhất cho tin báo tổng cục 2 khiến Nhất bị bắt cóc. Ngoài ra, để thuyết phục dư luận chống đối ủng hộ Trương Duy Nhất, Hiếu viết rằng Nhất thật lòng muốn Việt Nam có dân chủ, dù tham gia phe Nguyễn Bá Thanh. Sau cùng Hiếu viết rằng, các thông tin vừa nêu do một nguồn tin nội bộ cung cấp cho Hiếu. Hiếu tuyên bố sẽ ngừng đưa tin nội bộ sau khi vụ trường duy nhất khép lại để chuyển sang viết theo lối bình luận giống Ngô Nhân Dũng, Trần Trung Đạo và Nguyễn Văn Nghĩa. Từ ngày 6 tháng 2, các bài nước ngoài phát sóng bằng tiếng Việt như BBC, VOA, RFA trở lại đưa tin mới về diễn biến vụ mất tích của trường Duy Nhất. Theo đó, chính quyền Thái Lan nói họ không có thông tin về việc nhất nhập cảnh, nên có thể nhất đã nhập cảnh bất hợp pháp. Họ sẽ điều tra để làm rõ thêm. Hai tổ chức nước ngoài là ân xài quốc tế và phóng viên không biên giới kêu gọi Việt Nam và Thái Lan cung cấp thông tin về vụ việc, kêu gọi Thái Lan điều tra về vụ việc. Còn cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, tức cơ quan mà nhất tìm đến để xin tị nạn trước khi mất tích, thì từ chối bình luận về vụ việc ngày 7 tháng 2, VOA tiếng Việt viết rằng, theo thông tin mà họ có được từ một nguồn tin am tường trong nước, thì một loạt nhà báo lớn, trong đó có thể có một cựu tổng biên tập của báo đại đoàn kết, sắp bị cơ quan chức năng bắt giữ vì liên quan đến những phi vụ thâu tóm đất đai trong vụ án Vũ Nhôm. VOA liên hệ thông tin này với vụ mất tích của Trương Duy Nhất với lý do ông Nhất từng làm phóng viên báo đại đoàn kết. Trong khi đó, nhiều cá nhân chống đối viết trên mạng xã hội rằng Trương Duy Nhất đã bị bắt cóc trên lãnh thổ Thái Lan giống như điều mà họ cho là đã xảy ra trong bộ trịnh Xuân Thanh. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra bốn nhận xét như sau. Thứ nhất, dường như Bùi Thanh Hiếu vừa thú nhận rằng cả Hiếu lẫn Trương duy nhất đều là blogger bình phong, nhà hoạt động bình phong. Thay vì viết những điều mà mình mắc thấy tai nghe một cách công tâm, họ chuyên giúp các thế lực xấu tung tin đồn về chuyện thâm cung bí sử để định hướng độc giả nhằm thao túng dư luận chính trị. Thay vì phục vụ độc giả, Họ phục vụ những người cung cấp tiền bạc và tin tức giật gân cho mình. Họ đang làm tổn hại nền dân chủ và sự thật thay vì phục vụ hai điều đó. Thứ hai, bài viết của Hiếu không đáng tin về cả mặt động cơ lẫn dữ kiện. Về mặt động cơ, vì Hiếu đã thú nhận rằng mình chỉ là blogger bình phong. Độc giả có lý do để nghi ngờ rằng Hiếu chỉ mượn chuyện trương duy nhất để công kích Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về mặt dữ kiện, chính hiếu cũng không thể kiểm chứng được những tin đồn mà hiếu tung ra. thêm nữa nếu voa tiếng việt không sai khi đoán trương duy nhất bị bắt vì liên quan đến các sai phạm trong vụ vũ nhôm thì cáo buộc mà hiếu chụp cho thủ tướng nguyễn xuân phúc là hoàn toàn bị đặt. thứ ba bài viết của hiếu cho thấy hiếu vừa bất lương vừa thiếu hiểu biết giao xuất thân trộm cướp nghiện hút hiếu mô tả nền chính trị việt nam như một cuộc tranh nhanh quyền lực đơn thuần trong đó người ta dành cả ngày để ám hại nhau thay vì làm việc. Hiếu không hiểu rằng, dù có hay không những chuyện tranh giành, ám hại, chẳng ai đi tù nếu không phạm tội và chẳng ai lên chức nếu không hữu ích hoặc lập công. Trường duy nhất, kẻ giúp các thế lực xấu tung tin đồn để công kích các lãnh đạo đương chức đã được xử theo đúng luật. Thứ tư, nếu trường duy nhất vượt biên bất hợp pháp vào Thái Lan như phỏng đoán của nhà chức trách Thái, thì nhất đã phạm luật của cả việt nam lẫn thái lan nếu cơ quan chức năng của việt nam đều nhất về nước trong hoàn cảnh như vậy hành động của họ sẽ không mang tính chất bắt cóc